Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9 của năm 2022 ước đạt là 29,94 tỷ đô la Mỹ, là giảm 14,3% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt là 282,52 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,3% so với cùng kỳ của năm trước. Và đáng chú ý là có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô, chiếm 92,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ chiếm 63,9%. Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 9 ước tính xuất siêu 1,14 tỷ đô la. Tính chung 9 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 6,52 tỷ đô la, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 22,89 tỷ đô la. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 29,41 tỷ đô la. Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, 9 tháng năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,9%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 9 tháng đầu năm 2022, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 86,3 tỷ đô la. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 91,6 tỷ đô la. Trong 9 tháng năm 2022, xuất siêu sang EU ước đạt 24,3 tỷ đô la, tăng 48,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu từ Trung Quốc 51,5 tỷ đô la, tăng 21,3%. Thưa quý vị, tại cuộc họp của các bộ trưởng nông nghiệp G20 ở Bali, Indonesia, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9, Mỹ đã kêu gọi các đối tác giảm thuế quan và hàng rào phí thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng chảy thương mại tự do, trong bối cảnh là toàn cầu lo ngại về tình trạng mất an ninh lương thực. Tại cuộc họp này, Mỹ đã cam kết xây dựng các hệ thống lương thực công bằng và bền vững hơn, có khả năng chống sốc tốt hơn để thực sự cải thiện đời sống của nông dân, giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại công bằng và cởi mở, minh bạch và không phân biệt đối xử. Mỹ cũng kêu gọi các quốc gia G20 dỡ bỏ bất kỳ hạn chế xuất khẩu nào và xem xét loại bỏ hoặc ít nhất là giảm một thuế quan. Ngoài ra, Mỹ đã thúc đẩy các nỗ lực nhằm củng cố Tổ chức Thương mại Thế giới WTO để Mỹ có cơ hội đưa ra ý kiến về các hạn chế mà các quốc gia đã áp dụng. Tháng 9 năm 2022, xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 850 triệu đô la Mỹ và tính đến hết quý 3 của năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam chạm mốc là 8,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 38% so với cùng kỳ của năm ngoái. Với kết quả xuất khẩu sau 9 tháng như trên, chắc chắn là hết tháng 11, thủy sản Việt Nam đã có thể chạm mốc là 10 tỷ đô la Mỹ như kỳ vọng của toàn ngành cũng như là mục tiêu của Bộ Nông nghiệp đã đặt ra. Trong tháng 9, xuất khẩu các sản phẩm thủy sản chính đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, cá tra vẫn giữ mức tăng trưởng cao nhất, tăng 97%, đạt 161 triệu đô la. Lạm phát làm giảm nhu cầu nhiều sản phẩm thủy sản, nhưng cá tra vẫn là mặt hàng lợi thế vì có giá phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng bình dân. Xuất khẩu tôm trong tháng 9 đạt gần 350 triệu đô la, tăng 13%, mức tăng thấp nhất trong các sản phẩm chính. Thiếu tôm nguyên liệu trong khi nhu cầu tại các thị trường đang chững lại vì lạm phát giá khiến xuất khẩu tôm giảm so với tháng trước. Xuất khẩu các sản phẩm hải sản như cá ngừ tăng 44%, mực, bạch tuộc tăng 40% và các loại cá biển khác tăng 55% trong tháng 9 năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản sang EU đã vượt 1 tỷ đô la, tăng 41% so với cùng kỳ. Mỹ vẫn là thị trường chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 1,8 tỷ đô la, tăng 22%. Xuất khẩu sang các nước CPTPP đạt gần 2,2 tỷ đô la, tăng 41%. Trung Quốc vẫn là thị trường có tăng trưởng cao nhất, 76%, đạt 1,35 tỷ đô la trong 3 quý đầu năm. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, trong khi giá bán các sản phẩm chăn nuôi khác biến động liên tục, thì giá trứng gia cầm vẫn đứng ở mức cao. Đặc biệt là từ đầu tháng 9 đến nay, giá trứng gà tăng cao chưa từng có đã chạm mốc 30.000 đồng một chục và hứa hẹn vẫn còn giữ ở mức cao vì thị trường đang bước vào mùa sản xuất thực phẩm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2023. Hiện thương lái thu mua trứng cút giá từ 7.000 đến 8.000 đồng một chục, trứng vịt từ 30.000 đến 32.000 đồng một chục và trứng gà giá từ 28.000 đến 30.000 đồng một chục. Riêng trứng gà ác từ 22.000 đến 24.000 đồng một chục, tăng từ 3.000 đến 5.000 đồng một chục. tùy theo từng loại so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù hiện giá thức ăn chăn nuôi vẫn còn đứng ở mức cao, song với giá bán này, người chăn nuôi vẫn thu lãi tốt. Đây là động lực để người chăn nuôi tăng cường hoạt động sản xuất, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ thành quả lao động của mình. Cái thứ nhất là về cái khâu mà vệ sinh chuồng trại. Rồi vệ sinh chuồng trại, rồi tiếp đến là tôi phải xịt thuốc tiêu độc sát trùng dưới nền và trên bình gà luôn. Cái đó là tôi mới cho nó nhà mướn mà tôi tiêm vaccine cúm gia cầm á. Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có 17,2 triệu con gia cầm, trong đó gia cầm đẻ trứng chiếm khoảng 40% tổng đàn. Thời tiết đang thời điểm cao điểm của mùa mưa bão, ẩm độ cao gây bất lợi cho đàn gia cầm. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân tích cực tiêm vaccine cúm AH5N1 và vaccine cúm AH2N9 để phòng bệnh cho đàn gia cầm. Một trong những cái nguyên nhân mà gây giảm đẻ trên gia cầm là có một cái bệnh, đó là bệnh H9N2. Thì thật ra đây là cái bệnh cũng không phải là lạ. Tuy nhiên thì vì là nó không gây cái tỷ lệ chết cao, cho nên là bà con hay là chủ quan, lơ là. Nhưng mà ngược lại thì nó dẫn đến một cái hậu quả rất là nghiêm trọng, đó là làm giảm tỷ lệ đẻ trên gia cầm. Mà hiện tại đối với giá trứng hiện tại thì đó là gây thiệt hại rất là nặng nề. Thì để cái khắc phục cái tình trạng đó thì bà con cần tuân thủ nghiêm ngặt về cái quy trình vaccine và đưa cái vaccine H9N2 vào trong một cái quy trình chuẩn của mình. Giống như ngày xưa thì coi như H5N1 là cái không thể thiếu, thì bây giờ H9N2 cũng như vậy. Để chăn nuôi gia cầm khai thác trứng hiệu quả, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang khuyến cáo người chăn nuôi đăng ký cơ sở chăn nuôi đạt chuẩn VietGAP, bởi vì khi có chứng nhận này, sản phẩm trứng dễ dàng mở rộng tiêu thụ và là giấy thông hành cần thiết để xuất khẩu ra nước ngoài. Trái ngược với mặt hàng trứng gia cầm, thị trường hồ tiêu và cà phê liên tục giảm mạnh, còn thị trường thịt lợn cũng có một tuần đầy biến động. Cụ thể, trong tuần qua, giá tiêu trong nước tiếp tục đi xuống khi giảm 1.000 đồng 1 kg ở khu vực Tây Nguyên, giao dịch ở mức 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg. Tại các tỉnh Đông Nam Bộ, giá tiêu có xu hướng giảm sâu hơn tới 1.500 đồng 1 kg và duy trì ở ngưỡng 64.000 đồng 1 kg đến 65.500 đồng 1 kg. Riêng trong tháng 9 năm 2022, thị trường hồ tiêu nội địa ghi nhận giảm mất 3.500 đồng 1 kg. Mặt hàng cà phê cũng chịu ảnh hưởng tương tự với thị trường hồ tiêu khi giảm mạnh tới 1.200 đến 1.400 đồng 1 kg và chỉ giao dịch quanh mốc 46.100 đến 46.500 đồng 1 kg. Cụ thể, tại Lâm Đồng đang thu mua ở mức 46.100 đồng 1 kg, thấp nhất khu vực, tiếp đến là Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum, lần lượt được thu mua với mức giá 46.300 đồng 1 kg đến 46.400 đồng 1 kg. Cao nhất là giá cà phê tại Đắk Lắc với mức 46.500 đồng 1 kg. Tuần này, thị trường lợn hơi ba miền ghi nhận có sự biến động không hề nhỏ từ 1.000 đến 6.000 đồng 1 kg. Cụ thể, tại miền Bắc, giá lợn hơi giảm từ 1.000 đến 3.000 đồng 1 kg và chỉ còn giao dịch quanh mức từ 57.000 đến 62.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi lại có sự tăng giảm trái chiều ở nhiều địa phương từ 1.000 đến 3.000 đồng 1 kg và được thu mua ở mức 56.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, miền Nam là khu vực ghi nhận có mức giảm cao nhất nước tới 6.000 đồng 1 kg, thì giá lợn tại thị trường này chỉ còn ở ngưỡng từ 51.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, thị trường cho sản phẩm hữu cơ của Việt Nam ngày càng phát triển với mức thu nhập của người dân ngày càng tăng lên. Từ chỗ lo đủ ăn đã chuyển thành ăn ngon, ăn tốt cho sức khỏe. 3 năm kể từ khi thực hiện đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn năm 2020-2030, diện tích nông nghiệp hữu cơ của nước ta đã tăng lên đáng kể. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp làm nông nghiệp hữu cơ vẫn chật vật đầu ra. Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn này đã được phân tích tại Diễn đàn Tiêu thụ Sản phẩm Hữu cơ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng với báo Nông nghiệp tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2021, diện tích đất nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đạt hơn 174.000 ha, tăng 47% so với năm 2016. Cả nước có hơn 17.000 đơn vị sản xuất, 555 nhà chế biến và 60 doanh nghiệp xuất khẩu. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ xuất khẩu đi 180 nước trên thế giới với kim ngạch 335 triệu đô la Mỹ một năm. Tuy nhiên, diện tích đất làm hữu cơ chưa đạt 1,4% tổng diện tích đất nông nghiệp và ngành sản xuất nông nghiệp hữu cơ vẫn gặp khó với bài toán đầu ra cho sản phẩm hữu cơ. Tôi có định vị được là hướng đi của chúng tôi vào thị trường nào để chấp nhận người tiêu dùng trả được cái giá này là bao nhiêu thì chúng tôi phải sẵn sàng để làm được cái sản phẩm đó. Vậy bây giờ chúng ta cứ phong trào hoặc là chúng ta cứ hữu cơ, nhưng ai là người để tiêu thụ cái hữu cơ? Việc đầu ra gặp khó do giá thực phẩm hữu cơ đắt gấp nhiều lần sản phẩm thông thường, giá thành sản phẩm cao, sản phẩm nghèo nàn, quy mô nhỏ bởi 90% người làm hữu cơ là nông dân manh mún, chưa kể việc mập mờ về thông tin, thiếu kiểm soát khiến sản phẩm hữu cơ bán tràn lan đã làm mất giá trị lòng tin của người tiêu dùng. Việc tìm kênh tiêu thụ hiệu quả riêng biệt, có trách nhiệm cho sản phẩm hữu cơ là giải pháp căn cơ để gỡ nút thắt cho thực trạng sản xuất hữu cơ hiện nay. Người tiêu dùng chỉ sẵn sàng chấp nhận trả cái chi phí đó khi họ có được đầy đủ thông tin, khi các cơ quan của nhà nước hay là các hệ thống phân phối đảm bảo được những cái sản phẩm hữu cơ đó là sản phẩm chuẩn, có thể truy xuất được nguồn gốc, có thể kiểm định được toàn bộ cái quá trình từ vấn đề sản xuất, vấn đề phân phối và đưa đến tay người tiêu dùng. Nếu gỡ được những nút thắt này, sản xuất nông nghiệp hữu cơ sẽ còn tiếp tục tăng trưởng, góp phần vào mục tiêu đến năm 2030, diện tích đất sản xuất hữu cơ đạt 2,5 đến 3% diện tích đất nông nghiệp. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất hữu cơ cao gấp 1,5 lần đến 1,8 lần so với sản xuất phi hữu cơ.